Bộ sản phẩm tăng chiều cao 15 hiệu quả nhờ chứa bộ 3 canxi nano, vitamin D3 và MK7. Có thể nói, sau trận đấu đầy cam go với đội tuyển UAE vào đêm ngày 15 tháng 6 vừa qua, thì cầu thủ Minh Vương Đăng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các diễn đàn mạng xã hội vì màn ghi bàn đẹp mắt của mình. Tuy nhiên, có một sự thật ít ai biết được, đó chính là con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của anh chàng này lại gặp rất nhiều khó khăn. Hãy cùng gia đình Việt tìm hiểu xem anh chàng này thật sự là ai nhé. Chào mừng các bạn đang đến với tin tức 360 của gia đình Việt. Đội tuyển Việt Nam đã tạo ra cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với UAE trong màn so tài diễn ra vào đêm ngày 15 tháng 6 vừa qua ở vòng loại World Cup 2021. Dù kết thúc trận đấu với tỷ số 2-3 nghiêng về UAE, nhưng tuyển Việt Nam vẫn giành được vé tới vòng loại thứ 3 diễn ra từ ngày 2 tháng 9 năm 2021 đến ngày 29 tháng 3 năm 2022. Tưởng chừng đội tuyển Việt Nam như sẽ có màn thua đậm 0-3 trước đội tuyển UAE. Tuy nhiên, khi Tiến Linh và sau đó là Minh Vương lần lượt lấy lại phong độ trước khung thành của UAE, gỡ tỷ số 2-3 ở những phút cuối cùng, netizen Việt gần như đã thở phào nhẹ nhõm. Tuy thua nhưng vẫn ngẩng cao đầu bước vào vòng loại thứ 3 của World Cup 2022. Trong trận đấu này, chiếm bót lại nhiều nhất có lẽ là cầu thủ Trần Minh Vương. Anh đã có một pha kiến tạo giúp Tiến Linh ghi bàn, kèm theo đó là bàn thắng riêng cho mình ở những phút cuối cùng của trận đấu. Có thể nói trong trận Việt Nam gặp UAE tối nay, Trần Minh Vương chính là anh chàng đẹp trai nhất. Sau khi ghi được bàn thắng đẹp mắt này thì nhiều người hâm mộ đội tuyển Việt Nam đều không khỏi thắc mắc liệu Minh Vương là ai và có ra thế như thế nào. Trần Minh Vương, ngày 28 tháng 3 năm 1995, quê tại xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Anh hiện đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam với vai trò là một tiền vệ, đồng thời là cầu thủ trẻ nhất được gọi lên đội Y của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, ít người biết rằng để có những thành công như ngày hôm nay, Minh Vương đã trải qua không ít sóng gió. Không hiểu vì lý do gì đó, Trần Minh Vương lại nhận được giấy báo nhập học Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG muộn hơn những đồng đội trang lứa khác như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh. Vậy nên cầu thủ người Thái Bình đành phải trở thành học viên của đội Năng Khiếu, nơi tập hợp các cầu thủ bị loại sau khi lọt vào vòng chung kết đợt tuyển chọn khóa 1 năm 2007. Dù Minh Vương may mắn được giữ lại Hoàng Anh Gia Lai, tuy nhiên, niềm vui không kéo dài lâu khi cậu nhận được tin buồn về sự ra đi đột ngột của bố. Khi ấy gia đình giấu nhẹm đi chuyện này vì sợ anh sẽ từ bỏ sự nghiệp cầu thủ, sau khi ổn định mới tiết lộ cho nam cầu thủ. Chú bé Trần Minh Vương lúc đó vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng nỗi ám ảnh về việc rời xa người bố thân yêu vẫn là nỗi ám ảnh. Sau khoảng thời gian 6 năm học tập, Trần Minh Vương chính thức đặt một chân vào chơi V-League với vai trò dự phòng vào năm 2013 đến mùa giải 2014, anh thực sự đã bắt đầu tỏa sáng. Tuy là học viên ở lớp Năng Khiếu, Trần Minh Vương là cầu thủ đầu tiên của lứa 1995 Hoàng Anh Gia Lai năm mới được ra mắt sân chơi chuyên nghiệp. Anh đã giành danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất V-League 2014. Khó khăn của Trần Minh Vương bắt đầu từ khoảng năm 2015 khi câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gây bất ngờ vì loại lứa cựu binh để đôn lứa cầu thủ trẻ tài năng, bao gồm Công Phượng, Đông Triều, Tuấn Anh, Xuân Trường lên chơi V-League. Khi ấy, một dấu chấm hỏi lớn được đặt ra cho Minh Vương về cơ hội ra sân của anh. Trong năm 2015, anh chỉ được ra sân 7 lần và đa số chỉ ngồi trên ghế dự bị và chỉ ghi được một bàn thắng. Không chọn cách trốn chạy sang các đội bóng nhỏ khác để thi đấu, Minh Vương vẫn chọn cách ở lại Hoàng Anh Gia Lai, chờ hết mình giữa lúc khó khăn vây quanh. Khi bộ ba Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh lần lượt sang nước ngoài thi đấu, Minh Vương được trở lại đá chính. Anh thi đấu bùng nổ hơn. Mùa giải năm 2016 kết thúc khi Trần Minh Vương ghi được 8 bàn thắng. Trước khi Việt Nam sang thi đấu tại vòng loại lượt về của vòng 2 World Cup diễn ra tại Dubai, đã có không ít người hoài nghi lý do vì sao thầy Park Hang-seo lại triệu tập Trần Minh Vương. Nguyên nhân vì trước đó, chàng tiền vệ này đã gặp chấn thương, bị đau cơ ở trận giao hữu với U22 Việt Nam trước ngày lên đường sang Dubai. Và pha kiến tạo cũng như làm bàn của Trần Minh Vương ngày hôm nay đã chứng minh một điều rằng thầy Park Hang-seo đã tin tưởng đúng người, đúng thời điểm. Bản thân Minh Vương cũng là một chàng trai có ý chí, luôn nỗ lực hết mình, đáng để chúng ta học hỏi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ đăng ký kênh để cùng cập nhật những tin tức mới nhất nhé!